Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu với các bạn, tên mình là Vũ Văn Hội, giảng viên Điện chẩn và Âm dương khí công. Hôm nay mình rất vui mừng được đón chào các bạn đến với series khóa học Âm dương khí công hơi thở diệu kỳ. Và khóa thứ nhất này là khóa Âm dương khí công căn bản. Âm dương khí công nó chia thành hai đường, đường thứ nhất là đường dương, đường thứ hai là đường âm. Ở khóa thứ nhất này mình sẽ tập trung vào cách thở thành thạo của đường dương. Trước giờ mình đã đi dạy rất là nhiều khóa Điện chẩn và Âm dương khí công và được rất là nhiều người thắc mắc hỏi về cách tập âm dương khí công làm sao cho nó thành công. Sau đó mình có mở một số khóa học và mình rất là vui mừng khi mà đến 95% là các học viên trong lớp học đều tập và có kết quả ngay trong lần tập đầu tiên. Và hôm nay mình rất vui mừng được gói gọn tất cả những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết đó, rồi những cái kinh nghiệm đó vào trong khóa học này để giúp cho các bạn tập âm dương được dễ dàng. Chỉ cần các bạn bỏ ra 4 giờ để học cái khóa này và mỗi ngày chỉ khoảng 10 phút để các bạn tập vài buổi thôi là các bạn đã tập thành công rồi. Khi tập âm dương khí công đường dương sẽ giúp cho các bạn đạt được 8 cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất, sẽ giúp cho các bạn làm ấm người, tăng huyết áp ở những người huyết áp thấp, như vậy nó rất tốt cho những người huyết áp thấp. Cái thứ hai, giúp cho các bạn hưng phấn, giúp cho các bạn vui vẻ và giúp cho các bạn yêu đời. Như vậy những người bị trầm cảm, stress, những người mà buồn rầu với cái việc gì đó thì tập thở cũng là một cách để chúng ta lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái động lực để chúng ta tiếp tục. Cái thứ ba nữa, giúp cho các bạn gia tăng sức đề kháng, chống lại cái sự thay đổi của thời tiết và chống lại cái sự gọi là lây bệnh của mầm bệnh. Cái thứ tư, giúp cho các bạn tập trung trong công việc, giải quyết một công việc một cách sáng suốt và tỉnh táo. Và buổi đêm khi các bạn phải thức khuya để các bạn làm việc thì sáng mai ra các bạn dậy thì các bạn sẽ không bị cảm thấy mệt mỏi. Yếu tố thứ năm là nó sẽ giúp gia tăng cái khả năng tình dục của nam và nữ, giúp chữa yếu sinh lý ở nam giới và lãnh cảm của nữ giới. Như vậy nó giúp cho cả nam và nữ thăng hoa cái cảm giác tình dục. Và cái yếu tố 6 là giúp cho các bạn tiêu hóa tốt, tức là các bạn ăn ngon, các bạn hấp thụ tốt và đồng thời giúp cho các bạn thải độc tốt. Cái yếu tố thứ 7 nó sẽ chống lại cái sự lây bệnh từ người khác, từ bệnh nhân. Như vậy khi mình tập âm dương khí công đường dương, nó sẽ giúp cho mình gia tăng cái chính khí, và khi chính khí mình đã mạnh rồi thì nó sẽ đẩy cái tà khí của bệnh nhân ra ngoài, nó không thể làm lây vào mình được nữa. Cái yếu tố 8 nó sẽ giúp cho các bạn tăng sự tự tin, tăng sự can đảm và tăng sự quyết đoán nhanh nhạy. Và thưa các bạn, như thầy Bùi Quốc Châu đã nói, âm dương khí công và Điện chẩn là bảo vật chấn môn. Trước khi thầy phát minh ra Điện chẩn thì thầy đã phát minh ra âm dương khí công và thầy đã tập 15 năm. Nhờ cái 15 năm đó và sức khỏe và tinh thần trí tuệ của thầy tăng hoa để thầy có thể tìm ra Điện chẩn và rất nhiều cái phương pháp khác vang danh bốn bể. Hy vọng các bạn sau khi đã học xong cái khóa âm dương khí công này thì các bạn sẽ gia tăng được cả sức khỏe và trí tuệ và tinh thần để các bạn đạt được những cái thành tựu to lớn. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.